Lâu nay, nhiều gia đình vẫn thường chọn Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là điểm đến lý tưởng trong những ngày lễ Tết hoặc là những ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, từ ngày 6 tháng 2, đèo Prenn đoạn lên thành phố Đà Lạt chính thức được đóng để chuẩn bị cho lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng, dự kiến diễn ra từ ngày 10 tháng 2 tới đây. Được biết, đường đèo Prenn sẽ được nâng cấp lên thành 14m, gấp đôi so với hiện tại, thưa quý vị. Và sau khi được nâng cấp, thì đèo Prenn được kỳ vọng sẽ là một trong những cung đường đẹp của nước ta. Đèo Prenn hiện có bề rộng mặt đường hơn 7m, dài 7,4 km, sẽ được nâng cấp mở rộng đường thành 15,5m, quy mô 4 làn xe, thiết kế 4 điểm dừng chân, ngắm cảnh dọc đèo. Đèo sau khi mở rộng vẫn sẽ đảm bảo về cảnh quan thiên nhiên cây xanh đặc trưng ở tuyến cửa ngõ Đà Lạt, dự kiến thời gian hoàn thành trong 11 tháng. Và từ ngày 6 tháng 2 năm 2023, đèo Prenn Đà Lạt sẽ đóng để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đèo. Khi đèo Prenn đóng, toàn bộ xe từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam sẽ vào thành phố Đà Lạt qua hai tuyến đèo Mimosa và đường vành đai Hồ Tuyền Lâm đều xuất phát cùng từ chân đèo Prenn có bảng chỉ dẫn.